bấm để bắn, mua một cái để nâng cấp súng của bạn. Game này mới vào mà bảo nâng cấp liền ngay lập tức trong khi là không có đồng nào. Mình thấy game này thú vị đấy. Mình có một khẩu súng rất là cũ kỹ và mình sẽ phải ùm ô. Mình đã đi được 0 mét. Thật ra là 21 mét. Đã đổi ra được 21 tiền. Đó, qua được rồi. Qua được cái kỷ lục rồi. Mình phải đưa được nó đi càng xa càng tốt. Và đi được bao nhiêu mét thì mình sẽ được bấy nhiêu tiền. Và số tiền này mình có thể sử dụng để nâng cấp First Shot Power. Phát bắn đầu tiên. Nâng cấp đi. Nâng cấp có vẻ hơi tốn tiền đấy. Nhưng không sao cả. Bụp. Bụp. Ok. Qua. Bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm một viên đạn nữa, tăng số lượng đạn lên 4 viên. Và chắc chắn lần này mình sẽ bay ra xa hơn cái chỗ mà mình bị mắc kẹt. Góc này đẹp này, nhưng mà chả lẽ 77m lại là tối đa của mình có thể đạt được à? Cái này, game này là bây giờ mình phải đúng thật sự là yes đã vượt qua được rồi, lên được 100m. Và như vậy chúng ta sẽ nâng cấp vào sức mạnh của viên đạn. Đây này, có rất nhiều những khẩu súng khác. Khẩu súng cuối cùng Rainbow Legendary, cộng rất nhiều chỉ số luôn ạ. Nhưng vấn đề là game này nó không có tiền, mình không thể nào mà mình mua được những khẩu súng này, mà lẽ là chỉ có thể mở khóa nó dần dần thôi. Rồi, đó, 30% rồi, đi được khá xa rồi, được. Đúng là cái trò chơi này, những cái trò chơi mà chúng ta phải nâng cấp một cách từ từ như thế này, thì chúng ta, let's go. Mình vừa mới bay qua một cái hòm, có một cái hòm gì ở trên trời đúng không? Hình như là mình phải đến được cái góc cuối này thì mình mới có lấy được khẩu súng mới. Chứ còn không ấy là mặc định là lúc nào cũng phải dùng một khẩu súng này thôi. Đúng là những cái gọi là những cái bàn đầu tiên á, cấp độ đầu tiên thì nó luôn luôn là rất là phức tạp và khó khăn. Nhưng mà không sao. Ui, bay cao vãi trưởng, ăn đạn, ăn ui. Đúng là bay cao quá thì nó lại không có được đi xa. Tức là mình phải làm một cách ở đây để mình có thể là cân bằng đồng đều giữa chuyện là bay xa và bay cao. Vừa đủ thôi, đúng rồi, quá luôn, đúng rồi, ăn nồng đạn. Ủa? Nó là tăng tốc độ chứ không phải là thêm một viên đạn. 83%, được rồi, sắp tới được cái khẩu súng tiếp theo rồi. Sự cái trò này ấy là chúng ta phải kết hợp giữa chuyện là căn góc rồi cả căn lực. Được luôn, căn góc căn lực cực kỳ chuẩn xác thì mới có thể là thành công được. Rồi, bây giờ càng ngày là số tiền của mình càng lên cao. Bay lên. Đúng rồi, bắn căn lên, đúng rồi. Không đúng một tí nào cả. Cái kỷ lục mình bắt đầu ở chỗ này. Đúng rồi. Tiếp tục nào. Rồi, bay quá xa luôn. New gun, mở khóa khẩu súng mới. Đấy, bay xa lắm. Tất cả mọi thứ kết hợp chuẩn với nhau, bạn sẽ ra được một cái đường đi cực kỳ tuyệt vời. Và như vậy, mở khóa khẩu súng đầu tiên. Khẩu súng Outlaw. Khẩu súng này là khẩu súng của mấy cái ông cao bồi đúng không? Mà chính ra là mình còn chưa để ý là khẩu này là nó cho mình cái gì nữa nha. Wow, bay cao quá cả màn hình game luôn ạ. Ngay từ lần bắn đầu tiên, 92% được khẩu súng mới. Rồi nào, nãy giờ chưa kịp nâng cấp. Đấy, tích được hơn 1.400 tiền rồi. Nào, nâng cấp. Mỗi cái nâng một phát. Khẩu này cho mình là cộng 10% vào sức mạnh của đạn. Trò này bây giờ ấy, khi mà cái khẩu súng của mình nó bay quá màn hình ấy, nó sẽ khá là khó để cho mình căn được cái hướng. Mình không nhìn được cái gì cả. Bình thường nó sẽ căn vào cái này. Và chắc chắn rồi, khẩu súng mới. Và sang một thế giới mới luôn, thế giới của tương lai, nơi mọi người đều trở thành sad boy với cái màu tím tím huyền thoại. Và khẩu súng mới chúng ta đã có, nó chính là khẩu súng Alien Gun. Đâu để xem nó bắn gì nào. Bắn laser luôn kìa. Vip đấy. Ok, mình đã không biết là mình bắn cái gì nữa. Trời ơi, nhìn quãng đường di chuyển nó tăng này. Tăng đến 800m rồi mà mình chưa được nửa đường. Chứng tỏ là cái quãng đường bây giờ đã rất xa rồi. Bây giờ phải để ý là nâng cấp trước, sau đó mới chọn súng. Rồi, giờ thì ngon rồi. Tăng gọi là một đống chỉ số luôn. Nào, tục nào. Khi mà mình chạm vào đất, ở có những cái đường, cái dốc nó đi lên là mình có thể được tăng một xíu tốc độ để mình đẩy lên. Hiện giờ là mình đang có hai chiến thuật. Một là mình có thể bắn ở tầm thấp. Hai là mình cố gắng bay lên thật cao để qua khỏi cái khung hình. Hoặc là bay ở góc này. Mấy góc này có vẻ ổn nè. Đó, đập vào đất nó sẽ văng lên cao bởi cái lực phản lại. Và chắc chắn rồi, mở khóa khẩu súng mới.
nhìn như khẩu súng đồ chơi ấy này. Quá được 2.000 rồi. Rồi nó tiếp tục vẫn còn bay các bạn ơi. Ăn cái hộp đạn nào. Không có hộp đạn nào cả. 2.600m kỷ lục mới. Let's go. Rồi được rồi, trước khi chọn súng, kinh nghiệm đã có rồi, chúng ta sẽ phải mua những cái này trước. Rồi bây giờ mình chọn súng này. Nãy là khẩu alien gun là cho mình là cộng 15% phát bắn đầu tiên đúng không? Còn cái khẩu water gun, súng phun nước ạ, vãi chưởng ạ, nó sẽ cộng cho mình 15% vào số lượng đạn à. Wow, số lượng đạn tăng lên đến 12 viên rồi. Đâu để xem đạn của súng này là gì nhá. Chắc chắn rồi, mình đang mong đợi gì chứ. Chắc chắn là nó sẽ bắn nước rồi. Súng phun nước mà lại. Trời ơi. Nó bay xa này. Bay xa tít tắp mù khơi luôn. Ăn thêm hộp đạn. Đúng rồi, tăng tốc độ nào. 2.000m, 2 cây số đã được bay qua. 79%. Được rồi, nghỉ ngơi tí đi. Nâng cấp tiếp là đảm bảo là thừa sức luôn. Bây giờ các cái nâng cấp của mình là giá tiền đã được tăng lên rất là cao rồi đấy. Rồi, bay lên cao nào. Bay cao nào, bay cao nào. Nào, nhảy cùng Jin Jin. Súng phun nước lần này sao bắn yếu thế? Hay bây giờ mình thử bắn tầm thấp đi. Nãy giờ mình chơi kiểu bắn tầm cao rồi. Okay. Đúng rồi đấy. Cái bắn tầm thấp như thế này. Để mình có thể để ý được súng này nó bay ở đâu. Chà. Và đợi khi nào nó tiếp đất, nó sẽ chạm vào cái dốc để nó văng lại lên. Lúc đấy thì nó mới bay cao và xa hơn được. Rồi. Trời ơi, nó đập vào dốc nó văng ngược lại mới cay chứ. Rồi, có tiền. Nâng cấp nào. Okay. Có vẻ như là cái chiến thuật này hợp lý hơn. Ấy, ăn phải được mấy cái đạn đấy là sẽ rất là tốt luôn. Ok. Đập lên, đúng rồi. Chuẩn luôn. Nào, 95, 96, 97. Let's go. Mở khóa được khẩu súng mới. Cái này là khẩu súng mà các bạn nào mà hay chơi, hồi xưa chơi điện tử băng ấy. Đây là khẩu súng bắn vịt. Đây là đúng là cái khẩu súng gọi là khẩu súng tuổi thơ luôn ấy. Zapper gun, khẩu súng bắn vịt. Okay. Cộng cho mình 15% vào phát bắn đầu tiên. Nice. Đâu, để xem khẩu này bắn nhau nha. Đúng luôn các bạn ạ. Đúng cái tiếng mà chơi bắn vịt luôn. Ok, để xem là sức mạnh của khẩu súng bắn vịt như nào đây. Trời ơi, bay qua gọi là khắp mọi nơi trên thế giới luôn nè. Ôi, có vẻ hộp đạn nó không có ở dưới này. Okay. Vừa nói xong cái nó có nghe tức giận luôn. 67%. Bây giờ ấy là chiến thuật của cái khẩu súng nước vừa rồi là có vẻ như là rất là tuyệt vời. Chúng ta không nên bắn gọi là quá cao, chỉ nên bắn tầm vừa vừa thôi. Phải vừa cân bằng được cái chuyện là nó rơi, nó đang có đà bay ấy, là mình phải giữ được cái tầm đó. Cứ để mà nó rơi xuống một cái là nó sẽ mất cái lực luôn. Kinh nghiệm đã có, chúng ta hãy tập trung bắn cho nó ở ngang ngang này thôi. Đúng rồi. Ui, hơi cao quá rồi. Ơi, hơi bị cao quá rồi. Rồi, chắc chắn là nó đập đất, nó sẽ văng lên trên. Nhưng mà mình không nghĩ rằng lần này nó sẽ có thể vượt qua được cái bàn này đâu. Ha, nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính mà. Mở khóa được khẩu súng mới. Khẩu súng này trông cũng xịn sò đấy. Nào, 4.000m. Thiếu một xíu thôi là 4.000m rồi. Khẩu súng mới trông có vẻ cũng xịn sò con bò đấy. Khẩu súng mới là khẩu Armstrong. Ai chà, khẩu này là cho nâng cấp luôn hai cái là phát bắn đầu tiên và số lượng hộp đạn à lên cộng 15%. Được. Súng này nhìn có chất lượng. Nice. Mà sao cái này trông như kiểu mấy cái khẩu súng nấp gun nhỉ? Ui trời, cũng khỏe đấy. Nhưng mà cái này thì chắc nghĩ là sẽ không có đủ đâu. Chỉ tầm 70% là cùng. Xa hơn được một xíu. Ui trời, lại ăn thêm đạn nữa kìa. Trời. Không, mình đang hơi tham đấy. Đấy hơi tham rồi. 80% là đã vượt quá với cái suy nghĩ của mình rồi. Thật sự ấy là đúng là các bạn ạ, nếu mà các bạn mà thử chơi cái trò này ấy thì các bạn nên là bắn nó ở một cái góc nó vừa đủ thôi. Như vậy. Ui chà. Rơi xuống lần 1 bay lên, chưa lên qua màn hình đâu mà phải rơi lần 2 cơ. 4.000m đã qua được rồi. Nào, liệu có kịp không? 95%, 96, 97. Ui, 97%. Có lẽ là đích của mình sẽ là 4.500m thì mới là cái điểm, cái về đích để mình có thể mở khóa được khẩu súng tiếp theo. Ok, hết đạn luôn này. Cái lần này là mình đi được 55% thì mình mới chạm vào đất. Như vậy có thể tỷ lệ rất cao là mình sẽ qua được và mình sẽ mở khóa khẩu súng mới và vẫn bay tiếp luôn, vượt qua được 5.000m. 5.000m quá đơn giản. Cái như kiểu thế giới kiểu bị tận thế. Ngon luôn. Xem nào, súng mới của chúng ta
sẽ là khẩu súng Corsair. Ok, cộng vào các chỉ số mà không phải là chỉ số vừa nãy, nó là cái sức mạnh của đạn và phát bắn đầu tiên. Ồ, súng này chắc bắn một phát kiểu bắn đạn cực to đúng không? Ồ, nghe đã nhở, khẩu này nghe đã thật sự ấy. Khẩu này là khẩu kiểu giống kiểu shotgun, bắn một viên là phải thay đạn liền lập tức luôn. Đúng rồi, rồi rồi, từ nào, tiếp tục này, bay lên. Cứ mỗi khi nào mình lần đầu tiên mình đổi súng thì mình sẽ bắn không hay cho lắm. Lần này được có 50% mà thôi. À, các cái nâng cấp rồi càng ngày càng đắt tiền. Rồi, bay được hơn 50% mà bay cao, bay xa, bay nhanh như thế này thì có thể mình sẽ mở khóa được khẩu súng mới luôn nè. 95, 96, 97, 98, 99, 100, mở khóa ngay là tức khẩu súng mới. Khẩu này giống như kiểu cái khẩu Uzi à, đúng không? Tuyệt vời không mà trời. Càng ngày cái tiến độ mở khóa súng của mình càng ngày càng nhanh. Và khẩu tiếp theo là khẩu... Đấy, đọc phát đúng tên luôn, đúng là khẩu Uzi thật ạ. Rồi xem nào, khỏi nhà đây. Anh chả nghe đã đấy, nghe súng nghe từ súng đã đấy. Đúng rồi, ăn thêm hộp đạn đi. Bay đi tí nào. Đúng rồi. Tiếp này. Bay ngang. Nãy giờ mà không ăn được cái hộp đạn nào. Nhưng mà không sao. Với tốc độ bay chóng cả mặt như này thì chắc chắn khẩu súng mới ngay lập tức sẽ được mở khóa chỉ bằng một lần bắn duy nhất. New gun. Và vẫn còn tiếp tục bay. Khẩu này là khẩu halo gun à? Ai chà, súng này có cả cái ống nhắm laser này. Để xem ở nhà đây. Nghe cũng lực đấy, nghe lực phết. Rồi. Ui, hơi thấp rồi. Phải giữ một cái độ cao. Đúng rồi. Đây là phương án cuối cùng. Nhưng mà mình đã đi qua được hơn 50% quãng đường. Và theo công thức của mình thì nếu mà khi bắn súng hết đạn mà đi được hơn 50% quãng đường thì chắc chắn là sẽ về được đích. Chắc chắn luôn. 99, 100. New gun vừa đủ. Lần này mình chỉ bắn vừa đủ cho các bạn đã. Ngay lập tức mở khóa khẩu súng mới. Nào, 4946, 6677. Và khẩu chúng ta có khẩu là khẩu bốt gun. Okay. Bắn gì đây? Bắn tia sét à? Khẩu này không có gì đặc biệt lắm. Có vẻ như là phát bắn cuối cùng của mình không có tác dụng lắm. Có được không? Có đủ không? Nào, nốt tí nữa đi. Nốt một tí nữa. Và mình mở khóa được. Đây là súng phun nước, gọi là súng phun nước hàng hiệu này. Quá ngon luôn. Bây giờ thì nâng cấp tiếp nào. Khẩu súng của đời rare, đời hiếm. Lần này là nó đã tăng 3 chỉ số cùng lúc rồi. Nào, xem khẩu súng nước nhau đây. Ê chà, xịn sò đấy. Xịn đấy. Nice. Tiếng của nó thì không hề mạnh một tẹo nào luôn ấy. Ồ, phải giữ cho nó ở một độ cao vừa đủ này. Ok, 60%. Thôi, chúng ta có thể thoải mái mà ngồi ra xa. Ok. Mở khóa cho mình khẩu AK. 21.000m. Và có lẽ nó sẽ lên đến tận 22.000m. Ok luôn. Kỷ lục của chúng ta đã lên đến là hơn 22 cây số rồi. Nói thôi chứ số tiền 20.000 này cũng chỉ là để nâng cấp cho 1, 2, 3 cái tiền. Đâu, khẩu là khẩu Warlord à. Ui ôi, chúa tể chiến tranh à, cho nghe căng ấy nhờ. Ui trời ơi. Ok xem nào, khẩu này xem đạn nhau nhá. Okay. Ai chà, mạnh đấy. Ok, đợi cho xuống một tí này, cho nó ở trong tầm nhìn của chúng ta này. Ok, và như thế là đã đủ rồi. Khẩu súng tiếp theo mình sẽ mở khóa được. Để xem nào, khẩu này là khẩu gì đây. Nào, khẩu súng mới của chúng ta sẽ là khẩu súng này như kiểu khẩu súng của tương lai nhở. Súng mới của chúng ta là khẩu MIB gun, trông xịn nhở. Để xem là đạn nó như nào nhá. Wow, đạn của nó là laser, cũng là đạn laser nhưng mà laser màu xanh, màu xanh trắng. Nãy giờ là thấy ăn hộp đạn hơi ít nha. Ui, có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta thất bại chăng? Lần đầu tiên chúng ta bị ngắt mạch, ngắt chuỗi. Cứ mở khóa một khẩu súng này là mở khẩu súng khác. Có vẻ như là mình đợt này mình đã bắn hơi lỗi rồi. Mình quá tập trung vào khẩu súng này. Thành ra mình đã bị bắn sai. Hộp đạn nó lại trêu người mình này. Khó chịu chưa? Không vượt qua được ngay lập tức trong lần đầu tiên. Chỉ một lần này thôi. Mình đã nhận ra điều kiện của việc tăng tốc độ. Đó chính là bắn viên đạn về phía sau. Nó sẽ tăng tốc độ lên cực kỳ xa, cực kỳ mạnh luôn.
Nào nào, liệu để xem là liệu cái đó có phù hợp không nào. Mình đã tìm ra được thêm một cái yếu tố nữa mình đã bỏ quên ở trong công thức hay không? 85-84%. Ôi không, mình vẫn thất bại. Nó đang không có nghe lời mình các bạn ạ. Nhưng biết đâu, khi chúng ta không kỳ vọng gì cả thì nó sẽ biến thành hy vọng. Và nó sẽ giúp mình vượt qua được. Vượt qua được. Nào 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 nào, 99%, 100%, 100% rồi mà không qua. Oh my god. Nào nào, đừng làm ta thất vọng khẩu súng. Tao chán mày lắm rồi đấy. Tao không muốn nhìn cái mặt của mày nữa. Tao không muốn bắn mày nữa. 96%, 7, 8, 9, 100 và mở khóa súng mới. Sau hàng trăm nghìn lần bắn và mình đã mở khóa được khẩu súng mới rồi. Nó sẽ là khẩu súng Hellgun, khẩu súng cấp độ epic đầu tiên. Đó, nào, khẩu Hellgun này nó là cái gì đây? À, sao mang tiếng là súng địa ngục thì tưởng là phải bắn phun lửa hay cái gì đấy nguy hiểm chứ. Cái súng này có khác gì súng bình thường đâu. Ok, ăn rất nhiều những hộp đạn nhưng mà súng này quá yếu các bạn ạ. Tôi chắc khẩu này lại bị mắc kẹt ở cái súng này thêm 1 tỷ năm nữa rồi. Nhưng mà cảm giác như kiểu là mọi thứ nó đang bé dần đúng không? Mặt đất này nó bé này. Ôi, ơi ơi ơi. Đừng cho ta hy vọng nha. Nào, súng mới. À, đây mới là khẩu shotgun này. Và mình chỉ còn có 3 khẩu súng nữa thôi là sẽ mở được khẩu rainbow gun, súng huyền thoại. Đó, xem nào, shotgun khẩu này như nào đây. Đúng rồi, boom, xoạch xoạch. Boom, xoạch xoạch. Rồi, bắn một viên thay một viên. Đúng chuẩn shotgun rồi đấy. Không, mình nghĩ là lần này không được rồi. Lần này không ổn rồi. Có vẻ tỷ lệ khá khó để mở khóa được khẩu tiếp theo ngay ở lần đầu tiên. Đúng rồi, không được, không được, không được. Ok. Rồi, quả này là một quả hoàn hảo. Đây là một lần bắn hoàn hảo. Chắc chắn không có một cái cách nào mà khẩu này không về được đích. Chúng ta đã chơi trò này, bây giờ mình chơi trò này gần 1 tiếng rồi ấy. Thì dăm ba cái này mình có thể nhìn ra được ngay. Bao giờ nó về, bao giờ nó không về. Ê, 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 này, này, này. Nào, 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 nào. Ok, cái này thì thôi rồi nha. Cái này nhá, khẳng định luôn là không về thì chặt đầu tôi đi. Không về à, chặt tút cái tay đi, chặt tút cái tay bên phải này, chặt luôn đi, chặt hộ đi. New gun đó, cả giờ nó bay mãi luôn, nó bay mãi luôn. Chúng ta có khẩu solo gun. Tất nhiên là đây là khẩu solo, khẩu một khẩu đúng rồi. Làm gì có khẩu nào còn gì có bắn hai khẩu đâu mà chả là solo. Ai chà, khẩu này bắn laser sẽ là cây à, xịn phết nhờ. Ok, giờ mọi thứ đang bay quá nhanh rồi và các bạn có cảm thấy như là cái chiều di chuyển của mặt đất ở dưới ấy, nó đang bị chạy từ trái qua phải không? Các bạn có cảm thấy thế như thế giống mình không? Mọi thứ nó bay quá nhanh rồi ấy và lần này thì chắc chắn là mình sẽ về. 95%, chả lẽ không về nữa, đúng không? 98, 99, 100. Khẩu súng huyền thoại đã được mở khóa. Khẩu súng huyền thoại Gears Gun. Khẩu súng huyền thoại sẽ có nhà đây. Ui, khẩu này có cả lưỡi cưa. Ui, có máu máu gì này. Ui trời ơi. Khẩu này chắc là... Ui cha. Ê cha cha. Ui cha. Nghe có vẻ đầm đầm. Nghe cái tiếng tôi đã thấy là khỏe rồi. Ui trời. Nhưng mà mình đi hơi lỗi. Mải ngắm súng quá, đi lỗi mất tiêu. Kiểm soát vòng xoay của nó nào. Đúng rồi. Đó. Giữ nó ở lưng chừng. Ê, đừng nói là ngoảnh qua ngoảnh lại là lại được ăn. Let's go. Mình đã mở khóa được khẩu súng cuối cùng rồi. Let's go. Khẩu súng cuối cùng trong trò chơi đã được mở khóa. Và nó sẽ là khẩu gì đây? Nó sẽ là khẩu Rainbow Gun, súng cầu vồng các bạn ạ. Nó cộng tất cả các chỉ số và hãy nhìn xem vẻ đẹp của nó đi. Nó là một khẩu súng hình con kỳ lân 7 màu ạ. Ôi, con nhìn trái tim này. Và giờ không còn đích nữa, không còn mục tiêu nào để mình hướng tới nữa rồi. Úi chà, ui rồi, nó bắn đạn laser 7 màu ạ. Nó bắn đạn laser cầu vồng kìa. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn ạ. Chú, cuối cùng thì mình
cũng đã hoàn thành. Nào còn 8 viên, 8 viên, 8 viên lại cầu vồng nữa nào, bắn tiếp, bắn tiếp. Không còn gì có thể ngăn cản được mình rồi. Nếu mà khẩu này mà đưa về cái bàn trước ấy là mình đã ăn nó qua rồi đấy. Nó bay đến bao giờ đây? Liệu nó có thể phá được kỷ lục của mình không? Kỷ lục của mình là 22.000m. Mình nhớ là như vậy. Thôi thôi kệ đi, nó phá được hay không ấy thì cũng không phải là cái vấn đề nữa đúng không? Quan trọng ấy là mình đã vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua được toàn bộ cái trò chơi này rồi.